Nay mình quay chi tiết thêm một con máy phát mới về. Vừa về xong chưa làm nó đây. Còn coi như chưa sử dụng nhé. Này mình bình xăng này. Trắng tinh này. Chưa lau chùi gì cả. 3500 SS. Này bên trong. Đây là xốp. Chi tiết máy. Tất cả. Chưa cho bình gì mấy cái này. Đây là mã, lã này nó trùng với trên mã trên này. Con này được cái ưu điểm là cả tần, đây là 50 này. Gạt sang đây là 60 này. Hai tần số luôn.